Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Triều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình thì hãy bấm ngay vào nút chuông và nút subscribe kế bên. Chúng mình sẽ có rất là nhiều nội dung video hay và khác đang chờ các bạn ở phía sau nha. Từ lâu, những chiếc đồng hồ với tông màu đen chủ đạo luôn được xem đại diện cho một phong cách trầm tĩnh, phong trần, không cầu kỳ, không bắt mắt nhưng lại vô cùng sang trọng và không kém phần huyền bí. Chiếc đồng hồ mà hôm nay mình giới thiệu các bạn sẽ tới từ thương hiệu Citizen, một thương hiệu rất là nổi tiếng từ xứ sở mặt trời mọc. Và như ở đầu video mình có giới thiệu thì chiếc đồng hồ này đúng thiệt, nó là một nhẫn giả. Nó sẽ đen từ phần vỏ, dây, mặt số luôn, toàn bộ là màu đen cả. Và ngoài ra thì chiếc đồng hồ này nó sẽ có một cái tên khá là hay là Ultra Twin Stiletto. Với cái cụm từ Ultra Twin là để nói về độ mỏng của chiếc đồng hồ này. Nó chỉ mỏng rơi vào khoảng là 4.5mm thôi, cực kỳ mỏng. Đấy. Và cái chữ là Stiletto là để nói về, dịch ra là cái con dao găm nhỏ. Thì đúng thiệt, chiếc đồng hồ này đúng là một vũ khí dành cho nhẫn giả rồi. Rồi vậy thì chiếc đồng hồ này sẽ có gì ghê gớm thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Rồi về thông số thiết kế thì chiếc đồng hồ này sẽ có đường kính ngang xe mặt của nó rơi vào khoảng là 39mm nè. Và độ mỏng của nó thì như lúc nãy mình có nói là 4.5mm, vô cùng mỏng luôn, thực sự. Đấy. Chiếc đồng hồ này các bạn sẽ có phần vỏ của nó hoàn thiện bằng thép không rỉ nè. Và Citizen họ sẽ mạ một lớp PVD màu đen lên cho nó xung quanh thế này. Và cái lớp màu đen này thì theo mình đánh giá thì họ có hai kiểu gia công. Thứ nhất là nó sẽ có dạng là phay xước kim loại nè, là nó sẽ mờ mờ. Thứ hai là cạnh hông nó sẽ rất là bóng, đấy, giống như vân đá luôn. Điểm này mình cực kỳ thích. Rồi, tuy nhiên thì cái phần màu đen này các bạn phải lưu ý là do là nó mạ cho nên các bạn hạn chế nó bị ma sát nè, tiếp xúc với xà phòng, nước rửa tay, nước hoa để bảo vệ cái lớp này nó không bị hoen ố theo thời gian. Rồi, một điểm nữa trên chiếc đồng hồ này mà mình cũng khá là ưng ý, đó chính là mặt lưng của nó. Mặc dù nó đen nhưng mà đúng thiệt, ở ngoài đen thì đôi khi trong lòng nó phải trắng. Đó, các bạn sẽ có một cái nắp lưng bằng thép không rỉ luôn, màu trắng. Tuy nhiên nó sẽ cố định ở dạng là bốn cái đai ốc này. Mình cũng cố gắng tìm hiểu, ủa tại sao mà chiếc đồng hồ này không làm ở dạng là ren ốc vào mà nó làm ở dạng thiết kế bốn đai ốc này. Thì khi mà mình tìm hiểu thử thì chiếc đồng hồ này nó quá là mỏng đi. Nếu mà họ làm cái cơ chế mà ren ốc thì đôi khi nếu mà nó mỏng á, thì ren ốc nó phải mỏng cho nên nó dễ dàng nó bị hư nè, bị xéo nè, hay là chúng ta gia công chúng ta đóng lại á, đôi khi nó bị lệch, nó bị hư luôn. Rồi một điểm nữa là nếu mà nó dạng mà đóng ren ốc thì nó phải dày hơn thì nó mới chắc chắn được. Đấy cho nên thì mình nghĩ là họ sẽ làm một tấm thép mỏng và họ sẽ cố định bốn cái đai ốc này thôi. Và cũng chính yếu tố mà bắt đai ốc này cho nên nó làm cái chiếc đồng hồ này nó chỉ còn ở mức kháng nước là khoảng là 30 mét nước thôi. Nhưng mà các bạn cũng đừng quan tâm lắm, tại vì 30 mét nước thì ở ngoài bây giờ cũng đủ xài rồi. Chỉ là mưa lớn thì là cất vào ba lô thôi, còn nếu mà mưa lâm râm thì đeo ra ngoài được, ok, không vấn đề gì cả. Cùng quay trở lại mặt trước thì chiếc đồng hồ này sẽ có tấm kính phía trước của nó là một tấm kính sapphire được tráng một lớp chống lóa, và bộ dây này cũng là một dây da đen với kích thước mảng dây là 19mm. Một con số lẻ thì mình không thích dây lẻ lắm đâu, dây lẻ thì đôi khi ra ngoài chúng ta hơi bị khó kiếm mảng dây. Mảng khóa thì cũng được mạ dao màu đen luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn về phần mặt số chiếc đồng hồ này. Thì lúc nãy mình có nói thì mặt số màu đen, đen là chủ đạo mà. Tuy nhiên các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy những hiệu ứng 3D nó nổi lên rất là rõ ràng, nhìn nó giống như là những cái thanh hàng rào vậy, vô cùng là sắc cạnh luôn. Đây là những cái hình gọi là hình lục giác được xếp chồng lên nhau. Về hệ thống kim giờ, kim phút thì thiết kế dạng là dolphin. Tuy nhiên thì họ sẽ bóp thon ở thân kim, nhìn nó sẽ giống cái mũi dao găm nhiều hơn. Rồi các bạn sẽ có hai con số la mã duy nhất ở vị trí 12 giờ và 6 giờ. Và những cái cọc giờ còn lại thì nó là những cái vạch kim loại khá là mỏng. Nhưng mà hơn một cái là những chi tiết này được hoàn thiện ở dạng là màu bạc, cho nên các bạn nhìn vào rất là dễ theo dõi thời gian. Nếu mà làm đen luôn thì đôi khi nó sẽ khó để chúng ta theo dõi thời gian, nhất là trong môi trường mà hơi thiếu sáng một xíu. Rồi còn lại thì trên chiếc đồng hồ này các bạn sẽ không có tính năng là lịch ngày nè, cũng không có dạ quang luôn, cho nên các bạn phải lưu ý nhé. Ok, và đây là video mình nói về chiếc đồng hồ Citizen Ultra Twin Stiletto. Các bạn thích chiếc đồng hồ này không? Và nếu các bạn muốn mình review nhiều hơn cũng như là so sánh chiếc đồng hồ này với những chiếc đồng hồ khác thì có thể comment để lại bình luận phía dưới video. Còn nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay và ích, đừng quên bấm vào nút like, share cho bạn bè, nút chuông và nút subscribe để luôn luôn cập nhật cũng như là ủng hộ kênh YouTube của chúng mình trong thời gian sắp tới nhé. Link sản phẩm mình sẽ đính kèm phía dưới dòng mô tả. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo.